Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật tình hình của Bitcoin Trước khi bắt đầu video mình xin nhắc lại là mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ và những trải nghiệm của mình trong thị trường Và không được cho là lời khuyên đầu tư Đây là video Bitcoin không một ngày Thì trong một vài video trước mình có nhận định là Bitcoin sẽ test lại cái vùng là 40 nghìn đến 42.400 và đúng như kỳ vọng Bitcoin đã test lại vùng này thì với tình hình hiện giờ mình thấy là trên khung ngày Bitcoin đang chuẩn bị phá cái trend giảm này trend giảm từ trước lúc trước thì chỗ có chỉ có một cái fake uh, breakout thôi mà sau đấy là test lại và lại rơi xuống lại thì bây giờ là mình thấy là đang chuẩn bị break thì vừa là break cái trend giảm này mà vừa là break cái vùng là 42.400 cái vùng kháng cái vùng kháng cự đó. thì mình nghĩ là kịch bản có thể xảy ra như thế này thì vì đây mình có break dead cross nữa đó và với tình hình ấy, là sau khi mình đóng nến ở dưới cái đường trung bình là 400 ngày này, MA400, thì bây giờ đây sẽ là cái vùng kháng kháng cự mình cần phải vượt qua. Nhưng với cái thế hiện tại mình thấy là chưa có thể vượt qua được Mà chỉ có thể test lại vùng này Mình tăng lên lại đây, cái vùng này là vùng khoảng 45.600 Tại vì đây là cái vùng kháng cự lúc trước Cái vùng hỗ trợ lúc trước nhưng mà mình đã phá, bây giờ thì trở thành vùng kháng cự Sau khi test lại Tại vì mình sẽ có desk Cross chỉ khoảng 3 ngày nữa thôi Khoảng ngày 14 Là mình sẽ có Death Cross ở đây Death Cross có nghĩa là đường trung bình 50 (MA50) sẽ cắt xuống đường trung bình MA200, cái đường màu xanh này. À, thì như các bạn có thể xem ở trong quá khứ khi mình gọi Death Cross thì thì sao? Đây đây khi mình có Death Cross này, đường màu đỏ này xuống dưới đường màu xanh này, thì giá Bitcoin đã giảm để bao nhiêu phần trăm? giảm 20 phần trăm đó đấy là 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 gần đây nhất trong tháng năm ta kê được tháng 6 này tháng 6 thì và cái desktop này thì mình không tránh được rồi đó. nhưng mà mình nghĩ là chỉ sẽ giữ giá ở đây vùng này cái vùng khoảng 40 ngàn này cùng lắm đâm râu xuống một tí thôi đó, thì mình kịch bản có thể xảy ra là mình sẽ phá cái trend này đó Test lên đây Trong uh, 2, 1, 1 đến 2 ngày tới Và sau đây mình lại rơi xuống lại Tại vì có Dashboard mà Test lại cái vùng uh, dưới này Đó, Và sau đây mình mới lên lại Mình nghĩ là như vậy Đó Thì uh, Khi mà Bitcoin đóng đến Dưới cái đường trung bình 400 ấy, Thường trong quá khứ các bạn thấy là À, đấy là một tín hiệu không tốt Tại vì mình có thể xem lại lịch sử này trong quá khứ chẳng hạn bất kỳ khi nào mình đóng nến dưới dưới cái đường trung bình MA 400 là mình sẽ điều chỉnh rất mạnh đó như cái đợt tháng 3 này đây là một lần điều chỉnh mạnh này mình xem lần này điều chỉnh bao nhiêu phần trăm 50 51 phần trăm đó rất là rất là nguy hiểm rồi hay là mình xem tiếp theo là sao? Là đây. Là năm 2018. Sau khi mình đóng nến xuống phía dưới, mình test lại có thể vượt qua một tí. Nhưng mà sau là lại xuống lại. Và từ đấy là mình không bao giờ vượt qua lại được cái đường trung bình 400 ngày này và đi vào chu kỳ đau trên. Đau trên dài hạn. Đây là đợt năm 2018 đây tiếp theo mình xem trong quá khứ xem như thế nào trong 2014 cũng như vậy sau khi mình đóng đến ở dưới mình có thể test lại vượt qua nhưng mà sau đấy lại xuống lại và từ đấy là không bao giờ vượt qua được và đi vào chu kỳ đầu trên đó năm 2014 rồi đó là lịch sử của mình thì hiện tại thì vì sao mình vẫn có cái góc nhìn là vẫn tiếp tục tăng tiếp? Tại vì trong chu kỳ năm nay nó đã phá vỡ cái cấu trúc của những cái chu kỳ cũ. Tại vì thứ nhất là tình hình dịch kéo dài, thứ hai là khi mà dịch kéo dài thì chính phủ in tiền rất là nhiều, dẫn đến cái mức độ lạm phát rất là tăng rất là cao thì đồng nghĩa với lạm phát tăng thì cái thị trường crypto sẽ là cái kênh đầu tư rất tốt và bitcoin sẽ một trong những lựa chọn rất là tốt đó nên mình nghĩ vẫn là tiếp tục tăng tiếp chứ không giống như những cái chu kỳ trước là sẽ đi vào đau trên dài hạn sau khi test lại cái đường ma này có thể phá lên một tí nhưng mà sau đó lại đi xuống lại đó, đây là quan điểm của mình thôi thì góc nhìn của mình là như vậy vì chu kỳ năm nay đã hoàn toàn khác những chu kỳ trước đó ngay trong cách mà mà thị trường đi không giống với chu kỳ năm 2017 cũng như là chu kỳ năm 2013. Đó nên vì sao mình vẫn có cái quan điểm là giá sẽ tiếp tục test lại cái đường trung bình MA này đi xuống đây và tăng phá lại anh em. Thì chút tiếp tục tăng tiếp. Đó. Tại vì đấy là lý do mình nghĩ còn một lý do nữa là khi mà mình xem những cái công ty những tổ chức lớn đầu tư vào Bitcoin thì cái lượng phần trăm nắm giữ vẫn rất là cao, 7%. Và tổng số cái lượng Bitcoin nắm giữ là 1 triệu 485 nghìn 867 Bitcoin. Đó. Thì khi mà mình so sánh với những cái giai đoạn trước chẳng hạn như là tháng 10 năm 2021 chẳng hạn thì phần trăm này giảm xuống tháng 10 là lên đến tầm là 7,94 phần trăm rồi nhưng mà giảm xuống một ít nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm vẫn rất là cao đó, nên, cái điều đã chứng tỏ là những tổ chức lớn vẫn tin tưởng Bitcoin vẫn nắm giữ Bitcoin và và tiếp tục thu mua khi mà giá điều chỉnh xuống đó rồi bây giờ mình xem cái cây nến ngày hôm trước chẳng hạn cái nến ngày hôm trước là một cái nến rất là uh, đã kêu rất là nhiều lệnh like lon và short của nhiều nhà đầu tư, đó. cái thằng cái biên độ rất là lớn, biên độ rất là lớn này, nhưng mà thân nến thì rất là hẹp quá hẹp luôn, kêu cả những nhà đầu tư mà muốn lon bitcoin này thì đã cũng bị chết, tại vì giá đã đi xuống dưới này kêu lon và sau đấy giá bật ngược lên lại kêu short đó nên cái nến ngày hôm qua là kêu khá nhiều nhà đầu tư thì đấy là cập nhật nhanh tình hình của mình quan điểm của mình về thị trường trong hai tuần tiếp theo nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho mình xin một like để mình có động lực làm video xin chào tạm biệt các bạn